Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 30 tháng 11, tại ngã tư đường Phan Chu Trinh và Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khiến cho 4 người tử vong. Theo thông tin ban đầu và thời gian trên, khi mà chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi mang biển kiểm soát 30E989XX đi đến ngã tư đường Phan Chu Trinh và Lý Thường Kiệt đã xảy ra va chạm với hai xe máy Wave màu trắng do hai nam thanh niên điều khiển chở theo hai người nữ phóng tốc độ cao hướng từ Lò Đúc Phan Chu Trinh. Vụ tai nạn đã khiến cho một nữ nạn nhân tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài xế ô tô hoảng loạn ngồi trên xe. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện tại vụ án vẫn đang được tiếp tục cập nhật.